Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện cho các cấp chánh quyền địa phương. Kính thưa ông Nguyễn Thành Nguyên, Chánh Văn phòng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ. Kính thưa ông Nguyễn Văn Hồng, trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Thuận Hưng. Kính thưa ông Nguyễn Văn Tưởng, đại diện cho gia đình, cũng là chủ sự trong cái ngày kỷ niệm hiền thê của bác Sáu hôm nay. Kính thưa quý cô bác lớn tuổi và toàn thể quý anh chị em đồng đạo kính mến, hôm nay là ngày 25 tháng 3, niên Nhâm Thìn, cũng là ngày kỷ niệm cho bác Sáu gái trong gia đình. Để thực hiện theo lời chỉ dạy của Đức Thầy, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng, và phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bác ái được rêu rải khắp nơi nơi trong bá tánh, hoặc giả là giảng giải đạo Phật cho đại chúng nghe. Để thực hiện theo tinh thần đó, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Thượng Hưng đã phối hợp với bác Sáu chủ nhà, xin phép chánh quyền địa phương và đề nghị ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo Trung ương để tổ chức một buổi thuyết giảng giáo lý nhằm để tạo điều kiện cho đồng đạo địa phương chúng ta có một cái cơ hội nữa để tiếp cận được cái giáo lý siêu thượng của Tổ Thầy. Đành rằng mỗi đồng đạo chúng ta đều có quyển thi văn giáo lý trong nhà, và cũng đã có thuộc một số quyển, số bài, và cũng đang tu tập. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái giáo lý của Thầy chúng ta, tức là một cái giáo lý rất siêu thượng, rất nhiệm màu, rất rộng lớn, mà cái kiến thức phàm phu của chúng ta thì nó rất là bé nhỏ đồng đạo. Tôi nghĩ rằng đồng đạo chúng ta không thể nào mà tìm hiểu hết được. Và tuy rằng đồng đạo chúng ta mấy năm nay cũng hết lòng để tích cực để tu tập theo cái giáo lý của Đức Thầy, nhưng mà tôi nghĩ rằng đồng đạo mình tu cũng chưa phải là thành công. Do vậy mà cái công việc là tìm hiểu giáo lý, cái công chuyện mà bàn bạc đạo đức, cái chương trình gặp gỡ để mà nhắc nhở tu hành, theo tôi nghĩ là có điều kiện hết sức cần thiết, hết sức quan trọng
mà mỗi đồng đạo chúng ta phải thực hiện. Cho nên hôm nay tôi nghĩ rằng đứng trước cái đạo tràng này trang nghiêm, để rồi gặp gỡ cùng đồng đạo chúng ta bàn bạc giáo lý, nhắc nhở tu hành thế này đó, chắc là Đức Thầy chúng ta giờ đây ở nơi một cảnh giới xa xôi nào, nhìn về quê nhà, tức là tại cái phường Tưởng Hưng, tại cái gia đình Bác Sáu đây đó, chắc là Đức Thầy mừng lắm đồng đạo ơi. Bởi vì chính Ngài đã cho biết là lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí sắc phàm mê mệt đâu này, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay nước bàn. Và hôm nay để thực hiện cái bổn phận của mình, vậy thì trước khi trình bày vào cái đề tài tịnh độ mà sư ngôn giới thiệu, lời nói đầu tiên của tôi xin chân thành gửi đến toàn thể quý vị chư quý đồng đạo mình lời chào kính cẩn, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi. Thưa giới chư đồng đạo, bởi vì nói đến pháp môn tịnh độ là nói đến một pháp tu rất quen thuộc và hình như đặc thù nhất của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Tôi nghĩ rằng chắc ai ai cũng đang niệm Phật để rồi cầu giảng sanh về cái cõi tịnh độ. Nhưng mà giờ đây chúng ta đưa ra vài vấn đề để đồng đạo chúng ta tìm hiểu. Tại sao đó Đức Phật, Đức Thầy chúng ta dạy rất nhiều pháp môn mà đồng đạo chúng ta giờ đây lại chọn cái pháp môn tịnh độ để tu hành? Và tại sao chúng ta không ở đây cõi ta bà này để rồi hưởng thụ những cái hạnh phúc, những cái an vui mà lại là cầu sanh về tịnh độ? Và nếu đồng đạo chúng ta mà muốn được giảng sanh về tịnh độ đó, thì giờ đây chúng ta phải có cần những cái điều kiện nào để chúng ta giảng sanh tịnh độ? Và cái sự lợi ích của người tu tịnh độ thế nào? Và ai là những cái người đã được giảng sanh về tịnh độ? Đó là những cái vấn đề mà tôi sẽ bàn bạc gặp gỡ cùng chư đồng đạo mình trong cái buổi sáng hôm nay. Thưa với đồng đạo, nếu ngược dòng thời gian thì cách đây khoảng trên 2500 năm, có một lần Đức Phật đang thuyết pháp tại cái bờ sông Hằng. Đức Phật có tuyên bố rằng: tợ như nước biển có một vị mặn, đạo của ta cũng thế, chỉ có một vị giải thoát mà thôi. Qua lời tuyên bố này, để được khẳng định rằng cái sự ra đời của Đức Phật trên thế gian này không có gì khác hơn là nhằm đem lại cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc, cái sự giải thoát cho tất cả chúng sinh. Năm 1939, tức là năm Kỷ Mão, Đức Tôn Sư chúng ta ra đời, Ngài cũng đã bày tỏ cái lập trường, cái bổn nguyện của Ngài là dầu gian lao giả sắc chẳng sờn, miễn sanh chúng thông đường giải thoát. Hay là tỏ câu cầu chúc cho đời, mong bá tánh vạn dân giải thoát. Thưa với toàn thể đồng đạo, như vậy thì theo lời chỉ dạy Đức Phật, Đức Thầy, cái bổn nguyện, cái hoài bão của Ngài là muốn đưa chúng sanh đến cảnh giới giải thoát. Nhưng mà giờ đây đợi chúng ta mà muốn tu tập theo cái pháp giải thoát đó, chúng ta phải chọn cái con đường nào thẳng tắc nhất, cái pháp môn nào mà dễ dàng nhất, bảo đảm nhất để chúng ta sớm hoàn mãn được cái bổn nguyện của mình. Xin thưa, có thể nói rằng trong tất cả các pháp môn mà bảo đảm nhất, dễ dàng nhất của chúng sinh trong thời kỳ mặt pháp này đó, không có gì khác hơn là pháp môn tịnh độ đồng đạo. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ đó, có một lần Đức Phật nói thế này: đương lai chi thế kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặt lưu thử kinh chỉ trụ bá tế, kỳ hữu chúng sanh trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện giai khả đắc độ. Đức Phật quyền ký rằng đến cái đời tương lai đó, tức là cái thời kỳ hạ quân này đó, kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng thương xót riêng lưu trụ kinh này. Kinh này đây tức là kinh Vô Lượng Thọ. Trong khoảng 100 năm, nếu chúng sanh nào gặp kinh này, tùy ý sở nguyện đều được giải thoát.
Trong kinh Đại Tập Đức Phật lại nói tiếp: trong cái thời kỳ mạt pháp này, ức ức người tu hành khó một người được giải thoát, chỉ nương theo pháp môn tịnh độ mà thoát khỏi luân hồi. Thưa đồng đạo, qua lời chỉ dạy Đức Phật như trên thì chúng ta biết rằng cái pháp môn tịnh độ nó quan trọng dường nào. Có thể nói nó là hộ mệnh phù, là cứu tử dược của chúng sinh trong cái thời kỳ cùng cơ mạt pháp. Đức Thầy chúng ta cũng đã từng bày tỏ, nghe điên dạy sau này thê thảnh, đây chỉ đường cực lạc giảng sanh, hay là thấy người tu niệm đáng thương, điên mới chỉ đường tịnh độ giảng sanh. Thưa cùng với đồng đạo, như vậy thì giờ đây chúng ta tìm hiểu hai chữ tịnh độ thế nào và cái pháp môn tịnh độ ra sao. Thể theo trong kinh điển Phật giáo đó và các cái quyển mà nói về Phật học đó, thì người ta giải hai chữ tịnh độ thế này. Như vậy thì chữ tịnh là gì? Cái chữ tịnh có nghĩa là trong sạch, mà cái chữ độ có nghĩa là cõi nước, đồng đạo ấy. Như vậy thì tịnh độ tức là cái cõi nước trong sạch trang nghiêm, có cái vô lượng công đức phước báo nhiệm màu. Cái cõi này đó là do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Và cái cõi tịnh độ này lại còn có nhiều tên khác nữa, cũng như ta thấy là cái tên là Tây Thiên, như cảnh Tây Thiên báo ngọc đầy lầu đó, hay là cõi cực lạc, hoặc là cái tên gọi là an dưỡng quốc vân vân. Như vậy thì pháp môn tịnh độ là gì? Pháp môn tịnh độ là cái phương pháp mà chúng ta trì niệm cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, để cho mỗi hành giả chúng ta được trở về cái bản tâm thanh tịnh của tánh mình, và đồng thời nương vào cái bổn nguyện này mà được giảng sanh về cái cõi cực lạc. Cái pháp môn này mà sở dĩ có đó là chính là do kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết ra mình mới biết được. Ngài giới thiệu cái y báo chánh báo của cõi cực lạc, và đồng thời để nói lên cái công đức, cái bổn nguyện rộng lớn của Đức Phật A Di Đà, nhân đó mà mới khai thị cái pháp môn tịnh độ. Thưa đồng đạo, xưa nay thì có rất nhiều kinh điển đại thừa nói về tịnh độ, bởi vì cái pháp môn tịnh độ này nó thuộc về cái pháp môn đại thừa, nó viên đốn. Có những bộ kinh mà nói về tịnh độ thì rất nhiều, nhưng mà ở đây chẳng hạn như giờ những kinh là kinh Pháp Hoa có nói về tịnh độ nè. Kinh Hoa Nghiêm tức là một cái quyển kinh là vua của các loài, vua các bộ kinh đó cũng nói tịnh độ, và kinh Bổn Tích vân vân. Nhưng mà riêng từ xưa giờ để đặt làm cái tôn chỉ tịnh độ cho chúng sinh tu hành đó, thì các chư tổ đã lấy ba cái quyển kinh này làm gốc. Một là kinh A Di Đà, hai là kinh Vô Lượng Thọ, và thứ ba là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Sau khoảng Đức Phật nhập diệt cần cỡ 700 năm thì giờ đây có các hàng đại Bồ Tát đã rời, cũng như Long Thọ Bồ Tát, rồi Mã Minh Bồ Tát, Thế Thân Bồ Tát. Rồi bây giờ các ngài phải cực lực khuyên chúng sanh niệm Phật để cầu sanh tịnh độ. Mãi đó thời kỳ nhà Tấn, nhà Tống, nhà Đường bên Trung Hoa đó, thì bây giờ có các ngài với Huệ Diễn Đại Sư, rồi Thừa Diễn Đại Sư, Duyên Thọ Đại Sư, Pháp Chiếu Đại Sư mới nối nhau hưng truyền cái pháp môn tịnh độ, để kêu mọi người phải cực lực để niệm Phật giảng sanh về nơi cực lạc. Nhưng mà thưa chư đồng đạo, đặc biệt là năm 1939 khi mà Đức Thầy chúng ta ra đời đó, ngài bây giờ mới nhiệt liệt xương dinh minh tịnh độ và kêu gọi tín đồ phải là mau niệm thánh hiệu Đức Phật Di Đà để rồi cầu sanh về cực lạc. Đức Phật, Đức Thầy dạy môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành cảo phụ Phật xưa, hay là muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Và bài ngài bày tỏ nữa đó, Đức Thầy chúng ta từ bên cực lạc về đây cái đồng đạo để mà dẫn đường mình. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tỉnh mấy màu. Thưa đồng đạo, đọc qua cái lời này thì chúng ta không còn cái nghi ngờ nào nữa. Bây giờ chúng ta mới tìm hiểu nữa coi, bây giờ tại sao đồng đạo chúng ta không ở nơi cái cõi ta bà này đó, để rồi mình hưởng những cái hạnh phúc đang vui và cầu gì cực lạc để làm gì vậy?
Có nhiều người nói bây giờ sống đây là tiên nữ nữa rồi, dạ gì vậy bệnh, phải không? Mà nhất là trong cái thời kỳ này, tức là cái thời kỳ đất nước mình được thái bình, cái người nào cũng được có nhà ở, có cơm ăn, rồi giờ con cháu mình học tập, bây giờ đường xá cầu đường đẹp quá rồi, phải không? Mà về cực lạc làm chi nữa đồng đạo? Có nhiều người ta hỏi vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, giờ chúng ta biết rằng là sống trên cõi ta bà này tạm có cơm ăn, có áo mặc, cái đời thống thì đôi khi cũng có cái vui thiệt, thấy không? Nhưng mà sau khi chúng ta dùng cái trí mà chúng ta xét lại thì cái cõi đời này đó, nó còn quá nhiều cái sự khổ đồng đạo ơi. Khổ nhiều lắm, không có thể diễn tả đâu. Cho nên trong này Đức Thầy mới giác ngộ chúng ta biết là cảnh dương gian đó, cảnh dương gian tức là cái cõi mình ở nè, nó muôn thảm ngàn sầu, tức là muốn nói là cái khổ này nó vô lượng, không có thể diễn tả được, phải không? Nó vô lượng, nó nhiều lắm. Cho nên khi xưa mà tôi nhớ lại có một nhà thơ đó, trong cái thời kỳ từ Đức mà viết cái bài là Đời là bể khổ, ông nói thế này. Ông nói rằng thảo nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Chung nhau tức là cái một cái tế bào mà lúc mà người mẹ mình mới sanh mình ra đó, chứ không phải chung nhau tức là người này chôn người kia rồi người kia chôn người đó, không phải. Ngài nói rằng thảo nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, khóc vì trò bãi bể nương dâu, trắng răng đến thở bạc đầu, tử sinh kinh cụ làm nao mấy lần. Sau khi mà để cái trí rồi suy nghĩ kỹ lại đó ngang, cô bác anh chị em ơi, mình khổ biết bao nhiêu, phải không? Trên cuộc đời này đó, kỹ rồi đó, tuy là chúng ta có tiếng cười, nhưng mà từ xưa giờ không biết bao nhiêu lần khóc. Cho nên các chư tổ khi xưa mà nói câu này để giác ngộ mình đó, để nhận định cho chúng ta biết rằng đời là cái bể khổ thật. Ta bà khổ, ta bà khổ, ta bà chi khổ thùy năng sổ. Muốn nói rằng ta bà này tức là cái cõi khổ, ta bà chính thật là cõi khổ, mà cái khổ ta bà này không ai mà đếm xiết tính kỹ mà cho hết được đồng đạo. Mà hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng là thuận theo lời đó, hay là chúng ta thầy chúng ta là cũng dịch theo lời đó đó. Bây giờ Thầy cho biết rằng ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, phải không? Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ. Có ai mà nghĩ kỹ để mà thấy được rõ cái khổ ta bà. Nhưng mà trong tất cả điều khổ này đó, nhưng mà nhà Phật rất khéo léo, bây giờ phải tóm gọn là chúng ta thấy hoặc là tam khổ hoặc là bát khổ. Như vậy trong bát khổ này bây giờ chúng ta thấy là một là thân thì bây giờ là sanh khổ nè, rồi bệnh khổ nè, già khổ, chết khổ nè. Quý vị nghĩ coi, tại mình quen nha, chứ thật ra xét là cái thân con người mà có những cái khổ này là khổ lớn lắm. Quý vị đồng đạo nghĩ coi, giờ cái mình sanh ra, không nói bây giờ cái chuyện đã qua rồi, mà xét kỹ có cái già phải khổ không? Ai cũng sợ già muốn chết vậy, muốn trẻ không được mà nói già. Hồi trẻ thì bây giờ đi đứng nhanh nhẹn, nói lăng bạc thiệp lắm, mà lớn lâu giờ cái răng rụng rồi, mắt lờ, tay điếc, đi đứng lụm cụm nó khổ biết bao nhiêu đó. Tính kỹ cái này cũng khổ. Chứ trên thế gian này nếu cái người nào mà mua được cái già này đó, người ta dám là xuất bạc tỷ ra ta mua đồng đạo. Bây giờ cái thứ hai tức là bệnh khổ. Quý vị suy nghĩ coi, bây giờ cái bệnh nào cũng khổ trơn. Rồi bây giờ tới thứ ba là chết khổ. Như vậy thì nói về cái thân thì có sanh, có già, có bệnh, có chết. Còn nói về cái tâm làm sao? Nó u bi đủ thứ phiền não hết trơn đồng đạo ơi. Bây giờ mình muốn mà không được đó cũng khổ, phải không? Rồi bây giờ cái người thương mà thân mà muốn chia lìa đó, nó cũng khổ nữa. Bây giờ cái người quán thù gặp gỡ, quán thù mà gặp ra ngoài nó cũng khổ nữa. Ai đừng để chi nghe gia đình nữa nè, cha con chồng vợ anh em mà ở trong gia đình đó mà giận hờn nhau mà gặp đi tới lui hoài, cái nó cũng khổ chứ không chơi. Chứ đừng nói cái người bên ngoài. Nói chung là trong thế gian này không biết bao nhiêu sự khổ. Như vậy thì ngoài cái sự khổ của thân rồi đó, cái sự khổ của tâm, mà thêm cái hoàn cảnh bên ngoài biết bao nhiêu đồng đạo. Nào là chiến tranh, rồi giặc giả, động đất, sụp đất, nắng lửa, mưa dầu, kể ra cái sự khổ mà nó dồn dập vào cái đời sống này đã không biết bao nhiêu mà tính. Như vậy mà từ xưa giờ mình nhận lấy khổ làm vui, cho nên ở đây hoài chẳng gì chắc.
Chứ thiệt ra đồng đạo mình từ xưa không phải đây đâu. Cái gốc mình là bên cõi tiên có Phật ở bánh á. Nhưng mà do nó vọng niệm bất giác mê lầm đó, rồi giờ mình mới đã lọt xuống cái trần này nè. Chứ cha mình tức là Đức Phật A Di Đà đó, còn bạn bè mình tức là các hàng đại Bồ Tát ở bên đồng đạo. Nhưng mà do một vọng niệm mê lầm mà chúng ta mới đọa lạc mấy cõi trần gian này. Cho nên người xưa ta nói rằng ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào già đâu ở mãi đây, hôm nay tính xuống tí à, phải không? Rồi lay quay cái ghiền tiếng chim tiếng gió, rồi cái tủ sắc tài khí dưới này đó, rồi tới bây giờ cũng chưa có định về đó. Rồi ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật. Thế cho nên tất bật suốt đêm ngày, ai đời đó nghe thầy Phật ra giống giả cắt nghĩa cho mình trần ai đó, mà bây giờ mình cũng thấy thế gian là thiệt không, không chịu về hết trơn, thấy không? Và thứ hai nữa đó, sở dĩ mà chúng ta cầu cực lạc là chúng ta thấy rằng đó, cái cõi tịnh độ, cái cõi cực lạc nó quá sức nhiệm màu, cái đời sống quá sức an lạc, mà giờ đây chúng ta phải cầu về bển mới được. Bây giờ nói về cái diễn tả mà cái sự vui cực lạc thì không ai diễn tả cho hết trơn. Kinh điển nói rất nhiều, nhưng mà giờ đây chúng ta thấy rằng các chư tổ chư sư đó, hay là Đức Thầy, chúng ta gom nhóm lại 8 cái điều vui thế này, để tôi xin trình bày sơ qua khái niệm cùng với đồng đạo mình, để chúng ta thấy rằng trong cái đời sống này, trong cái giờ phút còn lại cuối cùng này đó, chúng ta gấp gấp để niệm Phật cầu sanh tịnh độ phải được. Bây giờ cái bên cõi Phật thì vui nhiều lắm nha. Thôi giờ tôi trình bày 8 cái điều này chắc đồng đạo mình cũng biết hết rồi. Nơi đây tôi nghĩ cái hội trường này đó là cái hội trường là thuần túy là chuyên tu tịnh độ, thấy không? Như vậy thì cái vui thứ nhất là gì? Cái vui thứ nhất là gọi là liên qua quá sanh lạc, phải không đồng đạo? Bên đây mỗi khi mà chúng ta cái nhập thai đó, thì bây giờ phải nhập vào cái thai bào của người mẹ tối tâm tồi túng khổ biết bao nhiêu. Còn khi mà đồng đạo chúng ta niệm Phật, một khi mà cái duyên tịnh độ đã mùi rồi đó, thì bây giờ mình nhập vào cái liên bào á. Liên bào tức là cái thai sen và cực lạc. Trong đó sau khi tùy theo công đức, mà khi nhập thai thì có thể là qua một ngày một đêm qua nở, hoặc là hai ngày đêm qua nở, 7 ngày đêm qua nở, hoặc là nhiều lắm đó là 12 đại kiếp qua nó nở đồng đạo. Mà đồng đạo biết là một đại kiếp là nhiêu không? Một đại kiếp tức là 1 tỷ 344 triệu năm. Nhưng mà khi chúng ta ở trong cái hoa sen này đó, nó không phải như cái liên bào của bà mẹ mình đâu, cái thai bào người mẹ. Mà trong đó các chư tổ cho biết là nó vui, nó đẹp còn hơn là cái cõi trời đạo lợi, đúng đó. Cho nên là rằng thai then xinh đẹp hơn đạo lợi, khác hẳn thai phàm ở thế gian. Cho nên chỗ này đó gọi là liên qua quá thân lạc. Thứ hai là tại sao mình sanh ra mình vui? Là bởi vì cái cõi ta bà này đó, mình sanh vào cái thế gian này vào bụng người mẹ mình đó, là tại cái nghiệp thế gian nó bắt buộc. Còn đồng đạo mình hàng ngày có cái tư tưởng là cầu sanh cực lạc. Vì thế mà khi mà được nhập phẩm rồi đó, nó vui lắm phải không? Nó qua nó nở ra cái cười tươi rói đó. Cho nên cái vui thứ nhất là cái liên qua quá thân lạc. Mà hôm nay Đức Thầy chúng ta diễn tả là thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màng lo nổi khổ sanh. Vì vậy nó tự nhiên nó qua nó nở ra vậy à, chứ không phải bữa nay mình chen chút phải không, để rồi đi ra đi, không phải vậy. Bây giờ cái thứ hai đó là tướng hảo trang nghiêm lạc. Thôi về bển đồ đẹp lắm đồng đạo ơi, cái thân tướng mình nó không phải như vậy. Về bển đồ cái người nào cũng là cái tướng đại nhân, mà mặt mày hiền hậu lắm phải không? Có thể nói rằng sau khi mà chúng ta sanh cực lạc đó, thì đồng đạo mình có cái hảo tướng gần giống như Phật A Di Đà, nghĩa là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà cái người nào mặt mày cũng phúc hậu lắm chứ phải giờ đâu. Cho nên thầy cho biết rằng thân thì thân công đức hiện lành, phải không? Cái mặt mày sanh ra rồi nó hiền hậu, nó phúc hậu lắm. Cho nên tôi thấy là những người mà tu tịnh độ bây giờ đó, cái người nào mà hết lòng tu để buông bỏ phiền não hơn thua, để chí tâm niệm Phật đó, lần lần cái mặt mình nó cũng hiền nữa. Tu riết là thấy làm những cái mặt mày hiền hậu, thấy dễ thương sao, phải không? À, ý là chưa về bển mà nó còn vậy đó. Cho nên thầy cho biết rằng thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì lão khổ. Về bển đâu có già nữa. Như vậy thì bất di bất dịch là gì?
Chữ di tức là dời, mà chữ dịch tức là đổi. Nên gọi là bất di tức là không có dời, mà bất dịch tức là không có đổi, cái thân nó hoài vậy đó. Bây giờ đồng đạo thấy cái thân mình có di dời không? Chẳng hạn bây giờ đó, từ trẻ bắt đầu nó già nên gọi là di. Rồi từ cái giai đoạn mà mạnh bây giờ đã trở lại yếu nên gọi là dịch. Mà sau khi về cực lạc rồi bất di bất dịch tức là hoài vậy đó. Nó không có trẻ mà không có già y rang gì hoài đồng đạo. Nên gọi là tướng hảo trang nghiêm lạc. Bây giờ cái thứ ba tức là cái công đức thanh tịnh lạc. Mình thọ thân về bản tức là cái thân này thân cái công đức thanh tịnh nhiệm màu. Chứ không phải là cái thân này tức là thân nghiệp báo, phải không? Cho nên thầy nói rằng thể thanh tịnh đã thường không quyên náo. Cái thân này nó không quyên náo tức là không ồn ào. Cái thân về bản tức là cái thân liên hoa, cái thân kim cang. Nó không có phổi nhảy, không có tim đập. Bây giờ đồng đạo mình nghĩ kỹ coi thân mình có quyên náo không? Bây giờ nếu đợt mà mình là bác sĩ đó, mà lấy cái ống nghe bà đặt vô thử coi. Cái thân mình nó trống nghe phình phình, phịch phịch, phình phình, phình phịch nó trống á. Máu nó vận hành trong cơ thể mình trống. Cho nên cái thân mình tức là thân quyên náo. Nó sống là nhờ có phổi nhảy nè, nhờ có tim đập, có các mạch máu nó vận hành là trống. Cho nên gọi là còn thân cực lạc á, người ta đâu có ngũ tạng lục phủ như bên đây. Cho nên nói rằng thể thanh tịnh thường không quyên náo. Cho nên bây giờ hết lo toan nắng lạnh gió mưa. Ở bên bển nó không có bốn mùa xuân hạ thu đông hôm nay. Nắng là gì? Nắng tức là vụ cho mùa xuân đó. Nắng rồi giờ hết lo toan nắng lạnh. Lạnh là mùa đông đó. Gió tức là mùa thu đó. Mà mưa tức là mùa hè. Ở bển nó không có xuân hạ thu đông hết trơn. Không có tám có tứ thời tám tiết hết trơn. Cho nên con người đâu có già. Cho nên là thầy nói rằng hết lo toan nắng lạnh gió mưa. Vì vậy mà khổ bệnh kia bởi đó mà chừa, ta thoát cuộc lao đao gì đó. Đồng đạo mình về bển cái người nào mà chặt thuốc nam nó ngang là coi như là về bển rồi, thất nghiệp. Nấu cháo nhà thương cho người bệnh cũng thất nghiệp luôn, không ai bệnh hết trơn á. Rồi không ai cầu an hết trơn, đâu có ai đau, phải không? Bây giờ cái thứ tư á, cái công đức thứ tư tức là vô lượng thọ lạc đồng đạo. Vô lượng thọ lạc tức là cái đời sống mình nó vô lượng vô biên, giống như Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà ông sống bao nhiêu thì mình sống bao nhiêu à. Nói vậy chứ đâu có nói sống chết gì hết, đâu có nói sống chết. Nó đã bất sanh bất diệt rồi, phải không? Ai đời mình ở đây lê quay cái sống bao nhiêu, có 100 năm đâu có lâu. Thỉnh thoảng 100 năm chứ có chút xíu vậy à. Mà nếu đồng đạo nào, cái người nào mà sống 40 tuổi mà 60 tuổi riêng, cái đời sống nó còn ngắn ngủi nữa. Còn về bển đồng đạo ơi, thôi về sống vô lượng vô biên. Cho nên thầy cho biết rằng đường sanh mạng Phật ta đồng thọ. Cái đường sanh mạng tức là cái đường sống, cái đạo sống, hay mình nói dễ hơn là đường sanh mạng tức là cái mạng sống đó. Phật tức là chỉ Phật A Di Đà, mà ta tức là mình đó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Cho nên bây giờ tử thần kia đâu dám giác hồn thoát luân chuyển khỏi đau khổ tử. Tôi dám chắc rằng cái cõi cực lạc á, dầu có tử thần có đi cũng không tới nữa, qua kiếp mình không có được. Quý vị nghĩ coi, ông Bụt Kiền Liên hồi xưa mà thần thông đệ nhất á, nghe Đức Phật mà thuyết cái cảnh giới cực lạc nó nhiệm màu, ông háo kỳ quá, tính vận dụng hết cái thần thông mình đi cực lạc á, mà đi nửa đường cái nó đứt thần thông, nó rơi xuống, hết thần thông rơi xuống. Quý vị nghĩ coi là cái bậc A La Hán mà đi còn không tới. Thì bây giờ nếu trường hợp mình qua bển rồi, tử thần mà giàu muốn qua bển qua còn không nổi nữa. Ngày qua tới bển rồi nó gặp mình nó cũng xá luôn, phải không? Chứ ở bên đây ăn hiếp mình chứ lắm mà ngang. Nó ăn hiếp mình lắm. Quý cô, quý vị mà bữa nào đó ngang, đi đâu nó sát bên mình hoài. Bây giờ quý vị đi ruộng thì nó đi theo cái bên. Mãi đi chợ nó cũng theo cái bên. Mà ngồi thiết giảng này cái tử thần nó cũng ngồi kề cái bên đó, nó rinh hoài đó, phải không? Cho nên thầy cho biết rằng đó, để ma bệnh theo hờ bén gót, thần chết kia nó ôm hót bên mình, nó cát bên quý vị ơi. Tại nay mấy cô mà tảng sáng ngủ bắt đầu nó riêng mình ở trên ngang. Nó riêng mình, riêng mẩy, mình nói con ơi sao mẹ ngủ đêm nay bây giờ ba sườn tao nó riêng ở trên bay. Nó nghẹt nghẹt sao bây giờ nó tức tao thở không được. Chứ thật ra hôm là tử thần nó thăm mình đó. Nó rờ đó. Hãy nó rờ tới đâu là lạnh ngắt tới đơn ngang, riêng mình, riêng mẩy đó. Nó thăm có cái trái sắp sửa nó mùi chưa, ha. Để rồi nó tính mình, phải không? Cho nên sau khi mà về bển đều khỏe lắm. Cho nên đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn.
Tử thần kia đâu dám bắt hồn, đâu dám dắt hồn thoát luân chuyển khỏi đau khổ tử, về khỏi ảnh khổ, sung sướng biết bao nhiêu nói. Sống cuộc đời là bất diệt bất sanh, thì về đó mặc sức mà tu tập. Bây giờ cái thứ tư, thứ năm nữa đó, là như ý sở cầu lạc. Đồng đạo nghĩ coi, bên đây mình muốn trần ai ha, mà muốn không có được, lo lắng đủ thứ trên mà thất bại hoài. Còn về bển rồi giờ muốn cái gì được cái nấy à. Cho nên thầy cho biết rằng cuộc y thực trên muốn chi đủ thứ. Chứ y tức là áo mặc, mà chứ thực là ăn. Đây là đại diện cho cái đời sống, cái thọ dụng của con người đó. Đồng đạo mình muốn gì được nấy à, thấy không? Cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sinh nhai. Cho nên bây giờ trí an nhàn, nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Bây giờ tôi lấy cái trí phàm phu mình, tôi thí dụ thế này đó. Bây giờ mấy cô vào về bển khỏe lắm, nói tặng sáng ra thí dụ chứ phải thật nha. Cái bển nó màu nhiệm lắm, nói Phật ơi bây giờ con làm sao tặng sáng nay, con có cái bữa ăn tàu hũ hay gì đó, hay ăn tàu hũ chiên hay gì đó, thì tự nhiên nó hiện ra vậy. Hay là mình muốn mặc cái áo gì, cái y gì đó là tự nhiên nó có đọc ra, cái phước đức vậy đó. Bây giờ cái thứ sáu là thánh chúng quần cư lạc. Tức là về bển ở chung với nhau vui dời, không còn sanh tử, chứ không phải như bên nay. Rồi bây giờ cái thứ bảy là thượng thiện đồng tâm lạc. À, sống nhau rồi cái giờ ngôi thứ rành rẽ đâu đó trang nghiêm, giờ không còn hơn thua nữa. Và thứ tám là ly chư phiền não lạc. Về bển được cái con người nó thơ thới, nó an vui, và nó không còn một chút nào phiền não hết trơn, thấy không? Thưa với toàn thể đồng đạo, như vậy thì sau khi mà chúng ta xét kỹ rồi, chúng ta thấy rằng đó, cái cõi thế gian này quá sức khổ rồi. Mà cái cõi cực lạc là cái cõi mà đầy đủ cái công đức phước báo nhiệm màu. Mà bây giờ nếu trường hợp mà không về bển ổn biết như đó, phải không? Bây giờ làm sao chúng ta phải cố gắng để tu tập. Như vậy thì sau khi mà chúng ta biết rằng cõi cực lạc là cõi ăn vui, thì bây giờ đồng đạo chúng ta làm cái phương pháp nào, cái điều kiện nào để rồi chúng ta được giảng sanh tịnh độ. Đây là cái điều kiện quan trọng. Cũng như bây giờ quý vị biết rằng bây giờ cái nước Mỹ, nước Pháp, nước Nga đó, phải không? Các nước ngoài bây giờ có những cái cảnh nó vui đẹp lắm, bây giờ mình đi tham quan. Mà giờ đồng đạo mình muốn đi nước ngoài đâu phải dễ, phải không? Thì cần nhất làm sao bây giờ chúng ta phải có sức khỏe nè, rồi bây giờ phải có tiền bạc nè, rồi phải có hộ chiếu bích bo đi mới được, phải không? Còn về cực lạc nó dễ lắm đồng đạo ơi, không có nói giàu nghèo hết trơn á, Phật trời trắng lưỡng nghèo giàu, rồi khỏi có cần hộ chiếu bích bo đó. Mà làm sao bây giờ đồng đạo chúng ta có được ba cái điều kiện này đó, là chúng ta về cực lạc chứ gì đó. Như vậy mà ba cái điều kiện này, tức là ba cái điều kiện nào? Bây giờ đồng đạo mình nghe kỹ coi nha. Cái điều kiện thứ nhất là, một là chúng ta phải hết lòng tin Phật. Nghe, cái đó là cái điều kiện thứ nhất. Thứ nhất là chúng ta phải hết lòng tin Phật. Và cái điều kiện thứ hai là chúng ta phải hết lòng muốn về có Phật. Cha, cái chỗ này cũng khó nghe. Và thứ ba là chúng ta phải hết lòng để liềm làm lành niệm Phật. Nếu trường hợp mà đồng đạo mình có đầy đủ ba cái điều kiện này, thì khỏi có bích bo hộ chiếu ở trên hang, là Phật sẽ rước mình về cực lạc đồng đạo. Như vậy thì bây giờ cái điều kiện thứ nhất, bây giờ tôi sẽ nhắc lại. Cái thứ nhất là chúng ta phải hết lòng tin Phật. Cái danh từ này chuyên môn trên tịnh độ đó, người ta gọi là tính tâm tịnh độ. Tức là phải có cái lòng tin sâu về cái pháp môn tịnh độ mới được. Như vậy thì cái lòng tin sâu này đó, một khi mà chúng ta tin cái Đức Phật A Di Đà, tin cực lạc rồi đó, là không có một cái gì làm cho mình lai chuyển hết trơn. Là tại đồng đạo mình ở đây thà mình là cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo, rồi hàng ngày chúng ta tiếp cận giáo lý Đức Thầy, rồi chúng ta mới tin cực lạc, tin Đức Phật A Di Đà nha. Chứ thường thường các cái tôn giáo khác người ta không có tin đâu. Hoặc là những người mà ta tu theo tiền đó, mà mình nói tới cực lạc, nói ra Phật A Di Đà người ta cười. Ta nói mấy ông đạo này mê tín quá à, cực lạc ở đâu mà cầu, Phật A Di Đà đâu mà có, phải không? Cho nên bây giờ Phật giáo và Phật giáo Nam Tông nó có gì thấy đó, ta thường thường là ta thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, chứ ta không có thờ Đức Phật A Di Đà đâu. Như vậy thì giờ đây nhất là chúng ta phải có cái niềm tin sâu sắc với pháp môn tịnh độ mới được. Cái lòng tin này không có một cái gì để làm cho mình thay đổi. Dầu ngày mai ngày mốt mà Đức Thầy đã ngang hiện thân, thí dụ ngang nói với mình đó, nói về tầm phá ơi, đồng đạo ơi,
Hồi xưa là thầy khuyên các con là niệm Phật A Di Đà để cầu sanh tịnh độ. À, thôi giờ cái chuyện đó bây giờ các con được cầu đó. Giờ tu theo pháp khác đi chứ cực lạc không có đâu. Dầu có đức thầy có nói vậy đi nữa, mình cũng lại thầy để mà xin với thầy, để nhờ thầy cho con niệm Phật để con cầu sanh về tịnh độ. Cái lòng tin này không có một cái hoàn cảnh nào làm cho mình thay đổi hết. Như vậy thì giờ thứ nhất là đồng đạo mình phải tin lời Đức Phật và tin lời Đức Thầy mới được. Và thưa đồng đạo, ở trong mà 48 lời thệ nguyện Đức Phật đó, tôi xin đọc cái vài lời thế này để chúng ta thấy rằng đó, Đức Phật chúng ta do đó cái công đức thanh tịnh nhiều màu cái bổn nguyện mà Ngài mới dùng cái công đức bổn nguyện này để mà trang nghiêm tịnh độ. Cách đây là vô lượng số kiếp rồi chứ không phải mới đây đâu. Trong cái lời nguyện thứ 18 Đức Phật mới nguyện thế này: lúc tôi thành Phật, nếu có chúng sanh nào trong mười phương mà hết lòng tin ưa niệm danh hiệu tôi từ một niệm nhẫn đến mười niệm, nếu không được sanh thì tôi nguyện không thành Phật. Nhưng mà trừ những người mà phạm cái tội ngũ nghịch thập ác thì không được. Phải không? Bây giờ cái câu nguyện thứ 19 đó, Phật nguyện thế này: lúc tôi thành Phật, nếu có chúng sanh nào trong mười phương mà nghe danh hiệu tôi, hết lòng để mà hướng về cái cõi nước tôi, tu tất cả công đức để hồi hướng giảng sanh về nơi tịnh độ, nếu không được như nguyện, tôi thề không thành Phật. Như vậy thì Đức Phật có hứa rằng đó, nếu người nào mà thành tâm mà niệm Phật đó, từ một niệm nhẫn đến mười niệm, mà nếu không được sanh thì Ngài nguyện không thành Phật. Mà hôm nay Đức Phật A Di Đà đã thành Phật rồi, phải không? Thì chắc chắn là cái người nguyện này có thật. Chứ nếu không có thật thì Đức Phật A Di Đà đâu có thành. Mà hôm nay Ngài đã thành Phật rồi thì chắc chắn là cái bổn nguyện này có thật được đạo. Như vậy thì chúng ta không có nghi ngờ gì hết trơn á, phải không? Và nhất là trong kinh Phật nói đó, riêng về cái tướng của Đức Phật đó, cái Đức Phật và thường thường Đức Phật nói rằng cái người nào trong quả thế gian này đó mà trong ba đời không nói dốc, trong cái ba kiếp mà quý vị chưa có nói dốc lời nào đó, thì sẽ có cái tướng là lưỡi rộng dài đó. Cho nên Đức Phật chúng Đức ta đó, khi xưa có cái tướng gọi là quảng trường thiệt tướng, tức là cái lưỡi của Phật đó, là mỗi lần liếm là trùng cả cái mặt này đó, cái tướng Phật nó ngồi đó. Cái lưỡi của Phật không phải như mình, mà mỗi lần Phật liếm một cái là cái liếm cái lưỡi Phật trùng cả cái mặt. Đức Phật nói rằng cái người nào mà có cái tướng là quảng trường thiệt tướng đó, tức là cái tướng lưỡi mà rộng dài đó, là cái người đó cả ba đời không nói dốc. Thì sau khi tôi nghe được cái chuyện này, tôi mới thử coi tôi có đỡ không nha. Tôi mới cố gắng tôi le cái lưỡi mình liếm thử coi nó tới đâu, phải không? Phải không? Ai đời tôi liếm hết sức mình tới cái môi vậy. Tôi nói rằng chắc hồi trước mình nói dốc dữ lắm, phải không? Cho cái lưỡi mình nó có rộng vậy. Như vậy thì cô quý vị nghĩ coi, Đức Phật nói rằng Như Lai thị chân ngữ giả, thiệt ngữ giả, bất cuốn bất dĩ ngữ giả. Tức là Như Lai luôn nói lời chân thật, không nói dối, không nói khác. Thì hôm nay chẳng lẽ Đức Phật mà gạt mình, để rồi diễn bài cảnh cực lạc để mà gạt mình sẽ độc đạo. Cho nên chỗ này Đức Thầy chúng ta khẳng định đó, Thầy nói rằng ta vì dưng sắc lĩnh ngọc tòa, đền linh khú sơn trung chịu mạng, nền đạo đức ta bài quá cạn mà dương trần còn gãn danh từ. Cứ nghi hoài á, không biết thầy nói vậy mà cực lạc có hay không mà xa quá. Bây giờ đồng đạo cứ việc tin đi, thầy không nói dốc. Cho nên chúng ta tin tưởng rằng, khẳng định rằng đó, cái cõi cực lạc này là cái cõi có thật. Mà cái cõi này nó không phải là huyền thoại, nó cũng không phải là ngụ ngôn, mà cái cõi do cái công đức, cái bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà tạo thành. Và chúng ta tin tưởng rằng cái pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn mà thù thắng hơn tất cả các pháp, nó dễ tu dễ đắc hơn tất cả các pháp. Đồng đạo nghe coi bây giờ đó, cái pháp môn này gọi là pháp môn dễ hành mà dễ đắc. Tại sao? Bởi vì nếu trường hợp quý vị mà tu theo tất cả các pháp thiền tông đó nghe, là nếu trường hợp mà cái người nào tu mà miên mật đó, thường đồng đạo mình hay nói vui chơi đó, tu mà gọi là tu mà siết hột mè, mà tu đè hột đậu đó, không biết cái danh từ đó sao mà tôi hiểu rằng tu là tinh tấn lắm. Tu vậy mà nếu trường hợp mà cái người tu thiền đó mà tu theo cái pháp mà tiểu thừa, tức là cái pháp tứ diệu đế đó, là đồng đạo mà phải tu siết là 60 kiếp đó mới thành. Tu là miên mật hoài 60 kiếp mới thành. Còn nếu mà người nào mà tu theo cái pháp trung thừa, tức là cái pháp thập nhị nhân duyên đó,
mà Đức Thầy chúng ta có giảng trong giáo lý đó, là phải tu mà miên mật tinh tấn, là trải qua 100 kiếp nó mới đắc á. Còn cái người nào mà tu theo cái pháp lục độ vạn hạnh của Bồ Tát á, là phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp nó mới đắc đồng đạo. Một A Tăng kỳ kiếp tức là số 1 ở đầu đó, mà 39 con số 0 ở sau, mà trải qua tới 3 A Tăng kỳ kiếp mới đắc đồng đạo nghĩ coi. Mà hôm nay chúng ta tu pháp tôn tịnh độ này, mà chỉ trong một đời mà chúng ta được giảng sanh cực lạc, thì cái pháp này dễ hay khó đồng đạo? Nó chỉ có một kiếp Tây Phương hồi hướng à. Như vậy thì cái pháp này đâu phải khó phải không? Như vậy thì bây giờ chúng ta làm sao? Bây giờ chúng ta phải có cái niềm tin sâu về tịnh độ mới được. Cái niềm tin này không có gì làm cho mình thay đổi hết. Cái niềm tin này nếu trường hợp mà chúng ta mà đi đến cái chỗ mà cùng mức trọn vẹn đó, thì nó đồng với cái ngộ nhà thiền. Cho nên mà khi mà tôi nói cái pháp môn tịnh độ rồi, tôi mừng lắm, tôi ham lắm. Cho nên đồng đạo mình, nếu cái người nào có điều kiện đó nghe, ráng tổ chức niệm Phật, hay là ráng mà khuyên người ta niệm Phật. Đức Phật nói rằng trong tất cả cái công đức mà ở trên thế gian này đó, Tổ Triệt nói là tất cả cái phước đức trên cõi thế gian này đó, không có cái phước nào mà khuyên người ta niệm Phật. Khi mà quý vị khuyên được một chúng sanh niệm Phật, tức là mình đã thành tựu được một chúng sanh thành Phật. Mà khi một chúng sanh thành Phật thì sẽ độ được vô lượng chúng sanh thành Phật. Cho nên cái công đức không thể nghĩ bàn đồng đạo ơi. Ráng khuyên mọi người niệm Phật, và ráng tạo mọi cái điều kiện cho chúng sanh niệm Phật. Cho nên khi xưa mà Ngài Huệ Diễn mình ra đời đó, nhằm trong cái thời kỳ nhà Tấn, tao đâu biết đạo là gì, phần nhiều là chúng sinh tu thiền không. Bây giờ biết sao, giờ không biết sao để khuyên ta niệm Phật. Ông mới đi làm mướn, làm thuê, mới kiếm được số tiền đó. Ông mới mua kẹo, rồi để mà dụ mấy con nít ở trong xóm rồi niệm Phật. Rồi lần đó mới có tiền, rồi ông mướn người ta niệm Phật. Thí dụ giờ cái người nào mà niệm được 10 câu Phật đó nghe, ông cho cục kẹo. Rồi sau bây giờ cái người nào mà niệm được 10 tiếng Phật thì ông cho 1 đồng. Ông cứ là mướn hoài đó. Ta nay ông đi tới đâu rồi nhỏ lớn già trẻ gặp ông, ta nói niệm Phật là rang trời rang đất hết trơn. Rồi sau để ông mới cắt nghĩa tại sao mà sư khuyên các con niệm Phật. Ông mới nói lên cái lợi ích của sự tịnh độ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái pháp tu tịnh độ này không thể chỉ bàn. Vậy thì thưa đồng đạo, vừa qua thì chúng ta tìm hiểu điều thứ nhất là bây giờ chúng ta phải có hết lòng tin Phật. Và cái điều kiện thứ hai pháp môn tịnh độ này đó, là chúng ta phải có hết lòng để mà nguyện về có Phật, tức là nguyện tâm tịnh độ. Như vậy thì bây giờ chúng ta bàn chữ nguyện là gì? Trong kinh Phật mới giải chữ nguyện thế này: nguyện giả nhạo giả nhục giả, dục sanh Tây Phương Cực Lạc, nhạo kiến bỉ Phật A Di Đà, tức đắc vãng sanh. Phải không? Như vậy thì chữ nguyện đây tức là muốn, là ưa, muốn được vãng sanh về nơi tịnh độ, muốn thấy được Phật Di Đà thì phải nên phát nguyện mới được vãng sanh. Như vậy chúng tôi thấy rằng cái nguyện này đó là cái điều kiện quan trọng lắm. Bây giờ đồng đạo mình mà nếu trường hợp đó ngang, mà cái người nào mà niệm Phật tối ngày đó đi đó, mà không có nguyện về cực lạc là quý vị không có dễ gì về cực lạc đâu. Không phải dễ đâu. Cũng như bây giờ ông trưởng giả có cái vườn hoa đẹp lắm, có cái vườn hoa rất là đẹp, mà cái người nào muốn vào trong cái vườn hoa đó, bây giờ mình có khả năng mà nhảy lên khỏi để vô vườn hoa thăm đó, nhưng mà vô đó không được nữa, thì cần nhất làm sao mình phải hỏi ông chủ vườn hoa thì vô mới được. Như vậy thì bây giờ Ngài Triệt Nộ nói đó, nếu cái người nào hàng ngày niệm Phật đến đổi mà chí tâm đó, niệm mà đến đổi là mưa mà rơi không vào, gió thổi không lọt đó, mà không có cái tín nguyện thì nhất định cũng không được vãng sanh. Cho nên cái tín nguyện này quan trọng lắm. Và tổ còn nói thế này đó, được vãng sanh cùng chăng là điều do có tín nguyện hay không, còn phẩm vị thấp cao là chỗ hành trì sâu hay cạn. Như vậy tín nguyện là cái điều kiện thiết yếu lắm đồng đạo ơi. Hàng ngày bây giờ làm sao chúng ta phải bồi dưỡng cái lòng tin của mình, và hàng ngoài chúng ta phải có cái tư tưởng là tha thiết mới được. Bây giờ trước khi nói vấn đề mà cái lợi ích sự nguyện đó, nó quan trọng đó, bây giờ tôi kể cho đồng đạo mình nghe cái chuyện này nghe. Khi mà quý vị có đọc qua cái bên cái Phật giáo đó, chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện mà ông Quốc Đầu Lâm Thất. Ông là ông tu là đắc được ngũ thông rồi nha, tu tiên á, đắc ngũ thông. Thì sau khi ông tu thì hôm nọ ông tu trong cái bìa rừng á, nhưng mà do đó cái công đức nó lớn quá rồi nó cảm đến các loài chim rồi thú,
Cho nên tối ngày ông ngồi ông thiền định là bây giờ cái khỉ rồi nai hu chim chóc nó lại nhóc hết trơn. Nó lại nó dâng qua rồi dâng trái cho ông. Nó cảm cái công đức vậy. Nhưng mà đồng đạo với coi cái lời thú thì đó cảm cái công đức ổng, nhưng mà cái tánh phiền não nó đâu có dứt. Nó lại đó bây giờ nó mới cãi cử, nó hơn thua, nó ghen tương nhau đủ thứ hết trơn. Ông nói chàng mẹ ơi, bây giờ ở trên rừng này đó mình đã bỏ thế gian rồi, sợ rồi, chui trong rừng sâu và tu và cũng bị mấy con thú này nó phá nữa. Thôi nhất định bây giờ bỏ ôm cái bồ đòn đó. Ông ôm cái bồ đòn ông xuống mé biển ông tu. Ông nói xuống dưới trống lỏng là mấy con này nó không dám theo. Nhưng mà do nó cái phước đức ổng rồi, bây giờ cái đó cũng cảm tới cái loài cá nữa. Tay nó đến rồi nó ngớp, nó xây vòng, nó ăn móng đủ thứ trơn làm gì nó mừng. Nhưng mà nó cũng chửi lộn rồi nó gây gỗ, nó ghen tương nhau đủ thứ trơn. Vợ chồng ghen tương nhau. Ông may động tâm ông giận quá. Ông nói trên thế gian là giờ quá sức khó rồi. Vô trong rừng thì bị mấy con thú nó phá, mà xuống dưới nước này bị mấy con cá là không yên. Tao nói thiệt cho tụi bay nghe, bay làm tao tu không được á. Sau này nếu đỡ mà tao có chết, tao nguyện là làm con phi ly trùng á. Hãy lên trên rừng tao ăn tụi bay nghe, mà xuống dưới nước tao xớt không còn con nào hết. Giận nói vậy mà, nguyện nói vậy. Nhưng mà động đạo nghĩ coi, sau khi mà do tu có công đức rồi đó, phải sanh lên cõi trời phi phi tưởng ở trên. Sống được là 84 dạng đại kiếp, quý vị nghĩ coi. Cái cõi đó người ta sống cao nhất là 84 dạng đại kiếp. Thì sau khi hưởng hết cái phước rồi thì bây giờ cũng đọa xuống làm con phi ly trùng nữa. Con phi ly trùng tức là con trùng bay đó. Cho nên hãy lặn xuống dưới động rượt có con cá, mà hãy lên bờ thì ông kiếp với con chim ở trên. Thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái lời nguyện nó rất quan trọng nghe. Đồng đạo mình không có nguyện chơi được. Tôi mới nhớ lại lần nọ cái lúc mà Đức Thầy còn ở Sài Gòn á. Rồi bây giờ Thầy mới vui vui, Thầy mới hỏi cô Ký, tức là cô Ký giỏi mình á. Hỏi cô Ký à, cô mới bỏ tất cả gia đình rồi cái quyến thuộc đến đây mà theo Thầy tu đó, mà cái nguyện cô sau này làm cái gì cô Ký? Bà mới trân trọng, bà thưa Thầy, nó thưa Thầy, con nguyện là trong cái đời này con tu theo Thầy đó, con không có ham gì hết trơn Thầy. Con nguyện kiếp sau, sau là con làm được đàn ông cái con khỏe vậy. Thầy nói chàng ơi, bộ đàn ông khỏe lắm mà sao con nguyện kỳ cô Ký, phải không? Nhưng mà không biết có làm được đàn ông không nghe. Rồi riêng về cái ông mà cái ông năm lửa của mình đó, ông Trần Văn Soái đó, hôm nọ Đức Thầy mới hỏi ông, nói năm mà ông cũng theo Thầy cực khổ, ông tu hành lo cái việc đạo vậy đó, lo việc đạo việc đời, mà sau này ông muốn làm cái gì ông năm? Nói thưa Thầy là con theo Thầy, con hết lòng tu đó Thầy, để con muốn sau này con được con là ông tổng tư lĩnh rồi Thầy. À, đồng đạo nghĩ coi đó, Thầy nói cho ông biết nghe, cái ông tổng tư lĩnh thì cái chức này nó lớn thiệt á, mà tử thần không có sợ ông đâu. Thưa đồng đạo, như vậy thì ông biết là ông năm đó cô Ký là có thành đàn ông hay không đó, mà rõ ràng là ông năm sau này ông làm được ông tổng tư lĩnh. Như vậy chúng ta thấy rằng cái nguyện rất là quan trọng, nó rất quan trọng, mà đồng đạo chúng ta làm sao phải cẩn thận cái lời nguyện mới được. Rồi bây giờ có vị thiền sư này cũng vậy đó, ông tu hành cũng hết lòng để học hỏi tra cứu kinh điển, cái mộng ông làm sao là thuyết pháp độ đời. Mà đồng đạo nghĩ coi, ông ra thuyết pháp rồi ông ra ông thuyết, hồi tao buồn ngủ ở trên không ai mà chịu nghe trơn á, làm người ta không mến ông. Ông mới buồn quá ông khóc. Rồi tự nhiên lúc này có một vị tăng đi ngang hỏi sao mà ông tu mà ông khóc sao dọc đường dọc xá vậy nè. Ông kêu đó, thưa với Thầy, cái mộng tôi hồi lúc mà xuất gia còn son trẻ tới giờ cái bụng là cái tôi thuyết pháp độ đời, mà cái duyên không biết làm sao mà cái gì đó mà tôi thuyết pháp tới đâu đó, rồi lần lần ta ngủ rồi ta bỏ ta đi trời. Ông Thầy kêu nói chàng ơi, bây giờ muốn độ đời thì cần phải có duyên mới được, ông phải tạo cái chân duyên quyến thuộc mới được. Thôi bây giờ ông nghĩ đi, bây giờ tôi chỉ ông đó, bây giờ ông vô rừng sâu ra tu trước. Nhưng mà tôi hỏi ông, bây giờ ông có tiền bạc gì trong túi không? Ông nói chàng ơi, tôi xuất gia đâu có gì để dương túi, nhưng mà tôi có được ba cái bộ y này cũ. Ông sư kia phải đem bán ba cái bộ y này đó, mới mua đường, mua bột với làm bánh. Rồi nói ông kia, thôi giờ ông vô rừng ông lo tu đi ngang. Rồi 20 năm thả ra đổ chúng. Ông sư này mới đem cái tất cả bánh đó rải cho chim thú ăn, ông nguyện đó. Ông nguyện rằng những cái loài chim, loài thú nào mà ăn được cái loại bánh loại bột này đó, thì cái đời sau sẽ làm đệ tử của vị sư này để mà lo tu tập. Quả thật là 20 năm sau bắt đầu ông ra độ chúng, thì lúc này ông mà thuyết pháp tới đâu rồi ta nghe, người ta phấn khởi, ta quy y dốc ở trên đồng đạo. Mà lúc đó toàn thanh niên trai trẻ 19-20 tuổi không, thấy không?
Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, chúng ta mà một khi muốn độ chúng cái gì phải có duyên mới được. Cũng như đồng đạo mình thấy bây giờ đó, hiện tại trên đất nước mình bây giờ biết bao nhiêu đạo, phải không? À, Cao Đài Giáo có nè, Tin Lành có, Thiên Chúa có nè, à, đủ thứ đạo trên kẻ không xếp. Nhưng mà tại sao về đồng đạo chúng ta là nhất định theo thầy, theo Phật giáo Hòa Hảo vậy? Tại sao kỳ vậy? Là tại vì trong đời nhiều kiếp trước đó, thầy chúng ta lúc mà tu Bồ Tát Hạnh á, đồng đạo mình đã có tu tập quy làm Phật tử rồi, hoặc là chúng ta có cúng dường tứ sự gì đó, cho nên bây giờ Đức Thầy ra đời, bây giờ chúng ta mới tiếp tục đến quy để tu nữa, phải không? Cùng thù đáp là những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy việc tu hành, phải đồng đạo? Hay là rài mừng gặp đặng lúc ban ân, duyên trước ngày nay mới có phần. Nếu trường hợp mà đồng đạo mình không có duyên đó là không có theo thầy đâu, phải không? Biết bao nhiêu đạo ở bên ngoài nè. Và đồng thời nếu trường hợp mà cái người không có duyên đó là nghe đạo không có được nó, đồng đạo ơi, dầu cái trình độ mà kỹ sư, trình độ bác sĩ mà đậu tới tú tài hay là đậu đại học gì cũng vậy. Hồi nãy giờ nếu trường hợp mà đồng đạo chúng ta không có duyên giáo lý thầy đó, tôi nói nãy giờ chắc đồng đạo mình cũng đi hết, phải không? Nói ông giáo viên đâu, ông nói cái gì đâu không à. Cho nên cái người mà không có duyên rồi nghe không có nổi. Hãy tổ chức nói chuyện đạo được, bắt đầu ta đi bung bung bên ngoài, nói là nghe không có được. Nói mấy ông đạo này nói cái gì đâu không à. Phải chi gặp gỡ rồi bàn bạc cái chuyện làm ăn kinh tế gì, mà nói cái chuyện gì cực lạc ta bà đâu, nó xa xôi quá, nghe không được, phải không? Mà đồng đạo mình nghe được, tức là chúng ta có cái duyên giáo pháp, có duyên Đức Thầy. Đức Thầy cho biết rằng đời người ta giống thiệt không dây, vô duyên khó biết lời Thầy nói xa. Thưa đồng đạo, như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nguyện tâm là cái điều kiện rất quan trọng mà chúng ta cần phải có. Nhưng mà cái nguyện này nó có hai cái điều kiện, nó có hai cái ý. Một là sự nguyện và thứ hai là lý nguyện. Như vậy thì sự nguyện là gì đây? Sự nguyện tức là hàng ngày chúng ta phát nguyện sớm chiều nó có tâm bảo đó, mình đọc bài nguyện để mong về cực lạc đó, thì cái chỗ này gọi là sự nguyện. Cũng như bên Phật giáo, sau khi ta quy xong thì bây giờ người ta đọc cái bài phát nguyện thế này: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai hóa Phật ngộ, vô sanh bất thối Bồ Tát di bản lữ. Sau khi ta quy xong bây giờ ta mới nguyện vậy đó, nghĩa là nguyện về có Phật Di Đà, chính phẩm sen vàng ấy mẹ cha, hoa nở tỏa lòng khi thấy Phật, bực người Bồ Tát bạn bè ta. Ta có bài nguyện vậy. Như vậy thì giờ đây Đức Thầy chúng ta có để lại cái bài nguyện cho mình không? Có không đạo? Có nhiều người nói sao không có hết trơn. Cho nên bây giờ mới chạy đôn chạy đáo, rồi giờ mới mình đặt ra cái bài nguyện nghe. Lặt là mình xin cái bài nguyện của ông sư nào, ông thầy nào đó để về nguyện. Rồi sợ hàng ngày mình không có đọc cái bài nguyện cái không vãng sanh, phải không? Cho nên bây giờ nó đặt ra cái bài nào là hồi hướng, nào là phát nguyện này kia đủ thứ trơn. Tôi dám chắc đồng đạo mình, nếu trường hợp cái người nào chúng ta tu tinh độ theo giáo lý Đức Thầy đó mà chúng ta nguyện vậy thì chưa có hiểu gì cái giáo lý Đức Thầy hết, chưa có hiểu gì cái bài cúng của mình hết. Đồng đạo nghĩ coi, ngoài cái bài quy y đó, cái bài mà ta bà giáo chủ mà chúng ta đọc trước tâm bảo đó, cái bài đó là gì? Tức là cái bài mình nguyện là quy sám hối trước tâm bảo đó. Cho nên nói rằng nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh giữ, quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Thì sau khi mình đã sám hối quy xong trước tâm bảo rồi, bây giờ chúng ta mới chắp tay hướng về Tây Phương đó. Bây giờ với chúng ta nguyện: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Bởi vì chúng ta hiểu rằng cái hệ mà cái giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là cái hệ đại thừa, cho nên trước khi muốn làm để cho mình thì cần nhất là phải là làm để cho tất cả chúng sinh mới được. Cho nên trong đó mình nguyện cho là cửu quyền thất tổ được giáng sanh tịnh độ nè, nguyện cho cha mẹ mình được giảng sanh tịnh độ nè, rồi nguyện cho tất cả chúng sanh giảng sanh tịnh độ. Như vậy thì chúng ta đã có tin tịnh độ, đã có nguyện về cực lạc rồi, cho nên bây giờ mình mới nguyện giảng sanh tịnh độ. Mà cái chỗ này mình không hiểu, mình tưởng thầy không có dạy nguyện, cho nên bây giờ mới đôn đáo rồi đặt ra bài nguyện. Nói chàng ơi, chị có thấy cái bài nguyện nào hay hơn bài nguyện này không? Cô có thấy bài nguyện nào hay hơn bài nguyện này không? Mình lựa cái bài nguyện nào hay nhất để mình phát nguyện. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã làm cái bài cúng hàng ngày, năm cái bài năm câu nguyện đó, tức là cái bài nguyện đó, phải không? Cho nên bây giờ Đức Thầy mới dặn chúng ta đó. Thầy nói rằng cúng xong muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thắng lưng niệm, là tại vì nãy giờ mình phát nguyện rồi.
cúng lại hồi nãy mình đọc năm câu nguyện, tức là phát nguyện rồi. Thì bây giờ chắp tay là xá tam bảo mình nguyện, chứ còn nguyện gì nữa bây giờ? Bây giờ nếu nguyện vậy thì một là chúng ta không tin Đức Thầy, thấy không? Nói rằng năm câu nguyện này sợ không có đủ sức giảng sanh quá, bây giờ con phải đặt bài nguyện khác ha. Như vậy có chừng đó quý vị lỗi Đức Thầy đó, rồi sau này bị trừ điểm chứ phải chơi đó nghe. À, cho nên chỗ này chúng ta phải cố gắng rồi cái suy nghĩ kỹ lại. Dạ. Và thứ hai là ngoài cái quý cái sự nguyện này đó, mà đồng đạo chúng ta làm sao phải có cái lý nguyện mới được. Cái nguyện hàng ngày trước tâm bảo, tức là cái sự nguyện thôi, mình dùng cái tư tưởng mình đọc, lời lẽ mình đọc thôi. Mà cái lý nguyện tức là cái tư tưởng mà chúng ta mà mong cầu, cái tư tưởng mà ham muốn bên trong mình mới thật. Lúc nào làm sao bây giờ có tư tưởng nhàm chán ta bà, tức là yểm khổ đó. Và lúc nào mình có cái tư tưởng là ham vô cực lạc, nên gọi là thân lạc. Nói sao giờ sao mà cái gì đó ham về quá, sao sống thế gian này thấy khổ quá, phải không? Tôi có quen với cái cô ba này, năm nay thì cổ mất, năm nay cũng 4-5 năm rồi. Cô thì dốt nát không biết chữ, nhưng mà cô tin thầy rất là chí thiết lắm. Không biết mà cô dốt chữ mà cô tin quá đó nghe. Đến độ là giảng thầy mà cô thuộc không hết trơn, là không có sót một bài nào ở trên đó. Hồi xưa mà mỗi lần mà xin về được cái bài giảng nào đó, cô mừng lắm. Cô mừng rồi cô học hoài, học riết thuộc luôn. Rồi tới quyển nhì, quyển ba, quyển tư đó, tôi nói nội trong giáo lý thầy là cô không có thiếu cái bài nào mà cô không thuộc. Hôm nọ tôi mới đến tôi thăm cô, cô mới nói này nè, cô mới than, nói để hai cái gì tôi cũng hết lòng để nguyện có Phật, hết lòng niệm Phật. Năm nay là cỡ 30 mấy 40 năm đó để, mà cái gì mà Phật bây giờ cũng chưa có rước tôi để. Bà nói sao cứ hết lòng niệm Phật mà sao bây giờ chưa về có Phật được. Cái tư tưởng lúc nào cũng mong cầu. Mà cô có điểm lạ hơn mọi người đó, tôi quen với cô là cả mấy năm trời đó nghe, mà gần gũi tiếp xúc với cô là không bao giờ cô nói chuyện đời đó. Mà thậm chí với mình cũng vậy, mà trong gia đình con cháu vậy đó, không có khi nào bàn cái chuyện làm ăn, cái chuyện hơn thua, cái chuyện ai đó, mà hãy mở miệng ra là khuyên con tu hành, khuyên đồng đạo niệm Phật không. Tôi mới hỏi cô ba chứ khi nào đó về cô có nói cái chuyện thế gian, chuyện đời nè cô ba. Bà nó không có nói, đệ ơi, nói chuyện phát công lắm. Chàng ơi, mình đó nói cái chuyện niệm Phật đây mà không rồi, nói chuyện thế gian, phải không? Nói vậy đó. Có anh ông Đực trong nhà đó, cái ảnh mới làm ăn mua cái ghe, được cái ghe nhỏ rồi mới sắm thêm ghe lớn nữa. Cô mới bàn, nói đệ năm mà đệ năm, mẹ mà nói với con kêu đệ không nghe. Nói đệ năm mà đệ năm ơi, à, thôi giờ đệ làm ăn năm nay nhà cửa vững vàng rồi đệ. Mà thầy nhắc nhở mình, thầy nói là xin đừng đeo đắm đợi danh, bỏ trôi đạo đức hư danh đệ truyền. Mà sao đệ tối ngày có lo làm ăn hoài vậy đệ, không lo tu chứ. Mẹ con mà nói trong nhà kêu vậy đó. Thì sau này đó, cô tu mà rất tốt đồng đạo, xả thân giúp đời. Ở trong xóm riền đó, bà tên Điệp, mà ta kêu bà là bà Ba Phật không. Bây giờ nếu quý vị không tin đó nghe, thì tốn chừng trăm trăm ngoài ngàn đến tại cái xã Vịnh Tre đi qua, tức là cái xã Hòa Lạc á, đồng đạo mình biết. Bả tên là cô Ba Điệp, mà trong làng trong xã không ai kêu bác cô Ba Điệp chứ, ta kêu là bà Ba Phật không vậy đó. Đi tới cái xã đó rồi, cái làng đó mà hễ có bà Ba Phật nhà ở đâu đó ta biết. Tu mà cái thế gian ta tôn mình là Phật đâu đó. Thì sau khi cái năm mà bả bực 75 tuổi rồi cũng đau nhẹ, rồi bả cũng thông báo trong cái thân tộc con cháu đồng đạo biết rằng bả sắp sửa về có Phật.